Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của BMW E46325i đời 2003. Sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là dòng sản phẩm thuộc công ty Denso Japan tại Nhật Bản. Với cái dòng sản phẩm lốc đời 2003 này thì nó vẫn điều khiển bằng cuộn đít và mặt từ. Dây cua loa của nó để lai dây cua loa là bản 4BK, tức là ba rãnh nổi là 4BK. Đây chính là cái đường ra bôn điện của nó. Với cái dòng này thì nó sẽ khác hơn một chút so với cái dòng MEC, là cái bích để chúng ta đưa đường ống vào thì nó sẽ làm vế ngược lại so với dòng Mercedes và Audi. Đây là cái bích đường hồi này, đây chúng ta còn gọi là hạ áp này. Đây là một bích đường cao. Trên cái mặt bích này thì nó sẽ có cái van để bảo vệ cái lốc anh em nhé. Đây chúng ta cùng nhìn này. Đây. Đó. Thì mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp giấy như thế này. Để tiện cho quá trình quay thì em đã phải bỏ ra trước. Phía nhấc thì nó cũng hơi là chật vật. Đây anh em có thể nhìn này. Phía dưới của lốc là cái van áp suất lốc anh em nhé. Đây, đây cái van đời này nó là van cơ này. Đấy. Em có thể nhìn thấy này. Đấy. Đây là hàng xịn 100% anh em nhé. Đấy. Mọi người mà có nhu cầu quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.